Thứ ba nữa là nói ít thôi, cho gia đình nó ấm êm, mình nhường người ta một tí, mình đừng nói nhiều. Nó do là cứ bắt đầu gió Tây Nam về là trong người mình khó chịu, cực kỳ khó chịu. Đấy, mình khó chịu thì đừng xả ra người khác. Chị Thanh có nhớ hướng nhà mình không? Chị Thanh bật mic lên. Dạ, em nhớ thầy. Ừ, hướng nhà em là hướng chính Tây 270 độ Tây thầy. Chính Tây luôn. Rồi. Dạ. 270 độ. Dạ. Thì ở đâu? Dạ, em ở Đồng Nai thầy, thị trấn Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai thầy. Tràng Bom à? Dạ. Mặt tiền bao nhiêu mét chị? Dạ, mặt tiền em 5 mét thầy. Chiều sâu? Chiều sâu em 23 mét, em làm hết đất luôn thầy. Nhà xây em... Xây cái nào 3 mét luôn? Dạ. Cuộc giải nhé. Phía trước nhà là đường rộng không chị? Dạ, đường một chiều thầy, rộng chắc phải 10, mười mấy mét đó thầy. Hai làn đường. Em hai mặt tiền thầy. Mặt tiền bên, bên này à? Dạ, bên Tây Bắc thầy. Bên Tây Bắc. À? Dạ. Cái đường bên này rộng không? Dạ, đường bên này khoảng 6 mét thôi. 23 mét này có để lại sân không? Dạ không thầy, lúc đầu đằng trước là em có để 3 mét nhưng mà sau em lại làm kín luôn thầy, để em làm một cái kiosk á. Rồi, qua 3 mét để đến phòng khách đúng không? Thầy, nhà dưới nhà em á là không có làm tường mà em ngăn hai cái phòng làm nghề ở bên trong bằng bê ca thầy, xong rồi được cuối cùng là một cái phòng khách nhỏ nhỏ để tới bếp thầy, xong tới nhà vệ sinh và tới ra cái gara ô tô. Chị nói thế bố thầy chẳng hiểu. Dạ. Chị thầy... nghe thầy. Dạ. Chị dạ. Nghe thầy, đừng chỉ đạo thầy. Dạ dạ. Chị là một... có phải gió từ bên này về nhiều đúng không? Dạ. Rồi đúng rồi. Dạ đấy là đúng rồi. Rồi 3 mét này làm gì? 3 mét đó là cái kiosk này. Rồi kiosk sau 3 mét là đến cái gì? Từ bước 1. Dạ, 3 mét là lên nhà là em ngăn phía về từ ngoài vào là bên trái, em ngăn làm hai phòng. Và bên phải nó là cái cầu thang. Hai phòng là dài mấy mét? Mỗi bên khoảng 2 mét thôi. Hai phòng mỗi bên, mỗi phòng 2 mét thôi ạ? Dạ, tại vì... Để em coi thử. 3 mét thôi. Mà hàng phòng đầu tiên là 3 mét, phòng thứ hai là khoảng 4 mét thôi. Tại em thì để một cái ghế răng thôi, phòng đầu tiên á thì để một cái... Thôi ít dạ. Thôi, ở nhà dạ. Đã nói lắm rồi. Dạ. Thôi. Rồi, 3 mét bên này là cái cầu thang ép vào đây đúng không? Dạ, dạ. Cầu thang ép vào tường cái gì? Thầy nói sao thầy? Cầu thang có ép vào tường không? Dạ, ép vào tường thầy. Đây cầu thang từ đây đi lên đúng không? Dạ. Đây là có hai phòng ngăn luôn hả? Dạ. Chính xác nhé. Rồi. Dạ. Tiếp theo sau đây đến cái gì phòng khách à? Dạ em để một dạ dạ đúng rồi thầy. Phòng khách mấy mét? Phòng khách chắc 3 mét thầy. Em chỉ để đủ bộ bàn ghế dài thôi thầy. Sau phòng khách đến gì? Dạ bếp thầy. Bếp đặt chỗ này à? Bếp đặt bên trái thôi. Bên kia, bên đông nam. Dạ. Bên đông nam. Dạ. Sau bếp là đến gì? Sau bếp là cái bồn rửa ngang với cái dọc lại thôi. Rồi. Dọc lại. Yeah. Ngang với cái tường đó thầy, ngang với cái nhà. Ngang với cái nhà. Dạ đúng rồi thầy. Phía sau này là gì? Nhà vệ sinh thầy.
kế kế cái bồn đó là nhà vệ sinh, xong rồi tới cái gara ô tô này. ô tô vòng phía sau. Dạ, sau cùng còn kế cái Đi bồn. ô tô đi vào cửa này hả? Dạ đúng rồi thầy. Thế từ ô tô lên là cửa này đúng không? Dạ đúng thầy. Và chỗ thầy ơi, cái chỗ mà kế phòng khách đó là sát với cái gần tới cái bếp, hay là có một cái cửa hông nữa nữa thầy, nó Có nằm mà một à, xe xuống một chút thầy, trên nữa không chút không không xuống xuống dưới đây. chỗ không, chưa tới bếp thầy ơi, gần gần tới bếp. Dạ đấy cái chỗ đó thầy. Không ngủ ở đâu? Dạ trên đầu thầy, Trên trên gara đầu. ô Dạ gara ô tô à, cái là trên lầu lầu hai á thì là ở gara ô tô thầy, là là một không phòng ngủ ngủ. đúng không? Dạ ở trên Trên lầu gara hai. ô tô ngủ đây đúng không? Dạ Ai ngủ còn đây? dạ em ngủ thầy, còn còn lầu trệt à, lầu tầng một á thì tầng một có phòng ngủ đối với lại bếp lên, nhưng mà nhà Đây em hai lầu một trệt. Dạ ngủ đã có 2 lầu dạ hai lầu một trệt thầy, ngủ ở trên lầu hai và ở trên tầng một và tầng hai à, tầng ba thầy, tầng tầng một và tầng một và tầng hai thầy, còn tầng trệt không có có phòng ngủ thầy. nếu mà ngủ ở cái trên gara ô tô ấy thì không ngủ nổi. Dạ. Nếu mà cả 2 vợ chồng ngủ ở đó thì ông chồng cũng không chịu được. Ngủ Thầy chỗ đó không thầy ngủ em hỏi được một chút không thầy? được. Là cái nó nằm trên tầng tầng 2 thầy, còn cái tầng tầng trệt á thì lại cái phòng mà đối với gara ô tô á thì em chỉ để đồ thôi. Xong rồi đến lên tầng 2 là nên là phòng ngủ. Và một cái nữa là trên tầng 1 á là đối với cái chỗ mà bếp đi lên á là một phòng ngủ nữa, nhưng mà đầu thì quay về hướng hướng bắc thầy. Còn cái Thôi, nói thế là từ đầu đến giờ thầy với em là không hiểu nhau rồi. Bởi vì là còn một phòng ngủ thêm bếp nữa đúng không? Giờ chưa vẽ đúng dạ không? trên không phải dưới tầng trệt đó thầy, ở tầng 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 một đó Tầng thầy, lửng. tầng tầng một đó. Dạ Rồi. tầng trệt không, tầng một mà đối bếp lên là có một phòng ngủ thầy. Nhà em ba nhà vệ sinh đối nhau thầy, từ trên lầu 2, lầu 3, lầu trệt à, lầu lầu 2, Thôi bây lầu giờ như thế này, thầy nói luôn này. Cái đặc điểm của em này, nhà em là ăn bị ăn khí Tây Nam. dạ. Khi mà ăn khí Tây Nam ấy thì công việc đầu vào nó sẽ không ổn định. Nhà Dạ. em nó có một đặc điểm rất hay là 6 tháng cuối năm làm ăn tốt. Nhưng 6 tháng đầu năm vào cái mùa gió Tây Nam mùa này này. Mùa Dạ. xin lỗi, mùa gió Tây Nam thì làm ăn không tốt, nhưng mùa gió Đông Bắc thì làm ăn rất tốt. Vậy là 6 tháng cuối năm tốt hơn rồi. Đúng rồi, nghĩa là cái mùa gió Đông Bắc ấy thì nó đi Dạ. từ bên này về này, khi mà gió nó đổi chiều này, ở trong đó gió 2 chiều đúng không, một là bên mùa này là bên này, Dạ. nhưng cuối năm là gió ăn bên 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 Đông Bắc về Dạ. đúng không, Mà thì cái thầy ơi, em thấy buổi sáng á là gió ở Tây Nam vào, còn buổi chiều á thì gió ở phía Đông nó ngược lại thầy. Linh vẫn nhục. vẫn là cái chiều gió nó quẩn thôi, nhưng mà ở trong đó nó 2 mùa rất là rõ rệt. Dạ Nó rõ đúng rồi rệt thì cuối cái phần mà bao giờ mà gió đi từ cái bên 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 mặt đường ấy mà bên này về ấy, thì thầy. mình làm ăn đầu vào nó sẽ tốt, còn Dạ. nếu mà ngược lại thì nó lại không tốt. Cái nhất, cái thứ hai là cái vị trí ngủ của mình ấy, Dạ. cái vị trí ngủ của mình thì nó đã liên quan đến mối quan hệ của mình, mối quan hệ vợ chồng ấy. Dạ. Đấy. Thì nên là nếu mà trong trường hợp mà tính toán làm sao ấy thì đẩy lên ngủ ở trên phía cái bếp ấy, mà đầu vào nam ấy là tốt nhất, đầu nam Đầu chân bắc là tốt nhất, tốt nhất, đầu nhưng mà phải phương vị nam cơ, chứ không đừng nhầm sang đông nam và tây nam.
Đấy. Và cái thứ ba nữa là nói ít thôi cho gia đình nó ấm êm. Mình nhường người ta một tí, mình đừng nói nhiều. Nó do là cứ bắt đầu gió Tây Nam về là trong người mình khó chịu, cực kỳ khó chịu. Đấy. Mình khó chịu thì đừng xả ra người khác. Thế lưu ý là như thế, để cho cái nhà nó cơm nó ấm, canh nó ngon, cơm nó ngọt. Thầy, cho em hỏi chút, thế bây giờ cải thiện cái đó bằng cách nào đấy? Ô, thế bị thế ạ? Dạ. Cải thiện thì bây giờ nó rất là khó, bởi vì bây giờ là nhà em ấy nó rất là dài. Bởi vì nếu xây ấy, thì thầy không bao giờ xây như thế này. Bởi vì phía trước ấy, mình đặt hết phòng ngủ rồi. Mình đặt hết phòng ngủ rồi, mình đặt hai cái buồng kia kìa. Dạ không thầy ơi. Trên tầng trệt á là đầu tiên trên tầng 1 đó, đầu tiên là phòng khách. Cái xong rồi tới. Dạ. Đây đây. Hai cái đó không phải phòng ngủ thầy. Là cái gì? Hai, cái đó là cái phòng em làm việc, tại vì nhà em làm nghề á. À, phòng mài cắt kính với lại một bên là mài cắt kính với một bên là cái phòng thủ thuật. Thì nó là phòng đúng không? Dạ, chứ không có phòng ngủ thầy. Thì tôi bảo là cái phòng này nó trắng thôi mà. Dạ, là mở cái này ra. Mở tôi quét ra, bởi vì vượng khí nó nằm ở đây. Dạ. Cái bụng mình nó rộng thì mới ăn được khủng khí. Cái thứ hai nữa là chịu khó mở cái cửa các cửa sổ bên này ra. Đoạn này mở cửa sổ bên Tây Bắc là thầy? Tây và Tây Bắc. Trên này là Tây, dưới này là Tây Bắc. Giữa này mới là Bắc. Đấy. Dạ. Thì khí nó sẽ ổn định hơn là ăn khí ở trước mặt này. Đấy. Có thể làm thêm nữa là làm thêm một cái biển quảng cáo bẫy cho này này. Để cái gió đi từ đây về nó không qua, nó không vào thẳng nhà mà nó đi thẳng. Còn nhà mình sẽ ăn khí ở bên này rồi. Thầy ơi, qua cái kiosk đó đó là mà cái hành lang đường hành lang của nhà nước rồi. Thôi thực sự ra là chúng ta sẽ rất khó làm việc, bởi vì các số đo nó không chính xác. Chị là phụ nữ, chị đang ăn kiềm thế thôi. Cái hướng như mình thế vì cũng không có nhiều thời gian dành cho chị, nhưng mà chị khuyên chị một câu như thế này. Nó không phải là tính của chị đâu, mà khi ăn gió Tây Nam ấy nên cái gì cũng không vừa lòng chị đâu. Thế nên là chị trong đấy thì chị nhờ mấy anh em chuyên gia vẽ lên, lập cực lên. Như thầy hôm nay số đo của chị nó không chính xác. Khuôn nhà thì chính xác nhưng một số đo chi tiết nó không chính xác. Mấy cái thứ hai phải xem cái không gian ở phía trước ấy, nó như là chắn cái miệng của mình ấy, thì để nó thoáng ra nhé. Cái thứ hai là chỗ ngủ ấy, chỗ ngủ đang có vấn đề đấy, chỗ ngủ của hai vợ chồng, nếu cái phòng ngủ của hai vợ chồng nhé, ngủ đấy là không tốt rồi. Thôi nhé, xin phép chị vì là dành thời gian cho người khác không là hết buổi tối này rồi.